Zumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục luyện thi đọc ngày hôm nay, mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái học phần liên quan tới phần tích phân hàm ẩn. Và dạng toán hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là một dạng khá cơ bản, nhưng mình nghĩ sẽ có ít bạn biết đến. Đó chính là dạng f(x) trừ cho n f(x) tất cả trên cho ơ mũ nx bằng gx. Nào để không mất thời gian nữa thì trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay, thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Đầu tiên, trước khi phân tích cái dạng này, các bạn hãy nắm cho mình cái công thức đạo hàm U trên V. Đạo hàm của U trên V chính là bằng là U phết V trừ cho U V phết trên cho V bình. Rồi, cái phần này thì mình nghĩ ai cũng nắm được rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài toán bằng cách là xét cái biểu thức f phết x trừ cho n f x trên cho ơ mũ nx bằng gx. Các bạn sẽ quan sát với bên trái và chúng ta sẽ nhân cả tử cả mẫu cho ơ mũ nx. Khi đó biểu thức sẽ tương đương, đó là ơ mũ nx f phết x trừ cho n ơ mũ nx nhân cho fx tất cả trên cho ơ mũ nx tất cả bình phương bằng là gx. Và rõ ràng ở phía bên trái đó chính là đạo hàm của fx trên cho ơ mũ nx. Nếu như bạn nào không biết thì các bạn có thể tự đạo hàm ngược lại nhé. Như vậy biểu thức lúc này sẽ tương đương, đó là đạo hàm của fx trên cho ơ mũ nx bằng gx. Rồi, đến đây thì rất là đơn giản rồi, các bạn chỉ việc nguyên hàm hai vế lên để có thể đi tìm fx. Khi lấy nguyên hàm hai vế thì ở vế bên trái thì nguyên hàm của đạo hàm chính là bằng chính nó, tức là fx trên cho ơ mũ nx, còn vế bên phải chính là nguyên hàm của g nhỏ x dx, và mình sẽ tạm đặt cái kết quả này chính là bằng là g lớn x cộng cho c. Như vậy lúc này ta sẽ có được là fx chính là bằng ơ mũ nx tất cả nhân cho gx cộng c. Và chắc chắn rằng ở đề bài người ta sẽ cho thêm dữ kiện để chúng ta có thể tìm được c một cách dễ dàng. Thì cái nội dung chính của bài toán ngày hôm nay đó chính là các bạn hãy nhớ cho mình cái dạng, đó là f(x) trừ cho nfx trên cho ơ mũ nx. Thì đây chính là đạo hàm của fx trên cho ơ mũ nx. Nếu như các bạn chỉ cần nhớ được như vậy thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái bài tập. Bài thứ nhất, cho hàm số fx liên tục và có đạo hàm trên r thỏa f1 bằng 0 và f(x) trừ cho 2fx bằng là ơ mũ 3x nhân x. Tính tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ phân tích từ cái biểu thức người ta cho, đó là f(x) trừ cho 2fx bằng là ơ mũ 3x nhân cho x. Và các bạn để ý rằng là theo đúng cái dạng của bài toán thì n lúc này bằng 2. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải phân tích cái ơ mũ 3x về ơ mũ 2x. Tức là ở phía bên phải là ơ mũ 3x nhân x, chúng ta sẽ phân tích được thành là ơ mũ 2x nhân cho x ơ mũ x. Và lúc này các bạn chỉ việc là chia hai vế cho ơ mũ 2x thôi. Biểu thức sẽ tương đương, đó là f(x) trừ cho 2 lần fx tất cả trên cho ơ mũ 2x bằng là x ơ mũ x. Và các bạn thấy rõ ràng là ở với bên trái chúng ta đã có được cái dạng mà mình đã trình bày ở cái phần đầu lý thuyết. Như vậy ở đây, vế trái của mình chính là đạo hàm của fx trên cho ơ mũ 2x. Vế phải thì vẫn là x ơ mũ x. Như vậy lúc này lấy nguyên hàm hai vế lên thì ta sẽ có được là fx trên cho ơ mũ 2x sẽ bằng là nguyên hàm của x ơ mũ x dx. Và cái nguyên hàm của x ơ mũ x dx này chúng ta sẽ tính toán rất là dễ dàng bằng cách là sử dụng phương pháp từng phần. Đặt u là bằng x và dv sẽ bằng là ơ mũ x dx. Sử dụng công thức tính nguyên hàm từng phần thì cái nguyên hàm này chính là bằng là x ơ x trừ cho ơ x cộng cho c. Cái phần này các bạn tự đi tính toán nhé. Ở đây mình làm ra kết quả luôn. Và để tìm c thì chúng ta sẽ dựa vào cái giả thiết, đó là bài cho f1 bằng 0. Các bạn sẽ thay vô thôi thì dễ dàng tính ra được là c bằng 0. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có được là fx chính là bằng ơ mũ 2x tất cả nhân cho x ơ mũ x trừ cho ơ mũ x. Hay chính là bằng là x trừ 1 tất cả nhân cho ơ mũ 3x. Và đến đây thì các bạn đi tính cái tích phân từ 0 tới 1 của cái hàm fx dx. Tức là chúng ta sẽ đi tính cái tích phân từ 0 tới 1 của x trừ 1 ơ mũ 3x dx. Thì cái phần này rất là dễ rồi. Các bạn có thể bấm máy tính hoặc là sử dụng là phương pháp từng phần để làm. Rồi, mình sẽ qua tiếp bài số 2, là cái bài chính mà mình có gửi ở trong cái mục cộng đồng. Thì ngay sau đây thì mình sẽ giải cái bài toán này cho các bạn. Cho hàm số fx liên tục và có đạo hàm trên đoạn từ trừ 1 tới 1 thỏa
f của x cộng 1 trừ cho 2fx bằng là 6x bình phương trừ x mũ 3 trừ 7. Tính y bằng tích phân từ trừ 1 tới 1 của f phép x trừ cho log lê be của 2 nhân fx, tất cả trên cho 2 mũ x dx. Đáp án A là trừ 7 phần 2, đáp án B là 9 phần 2, đáp án C là 7 phần 2 và đáp án D là 5 phần 2. Thì đối với bài toán này, chắc chắn các bạn khi mà nhìn vào cái biểu thức trong dấu tích phân và cái vế trái của biểu thức ban đầu khi mà mình cho, các bạn sẽ chưa thấy cái mối liên hệ của nó, đúng không nào? Nếu như các bạn nào mà nắm vững về cái phần mũ và logaric thì các bạn hoàn toàn có thể phân tích được. Đó chính là 2 mũ x chính là bằng là ơ mũ log 2 nhân x thôi. Như vậy rõ ràng lúc này cái biểu thức f x trừ cho log lê be của 2 nhân fx tất cả trên cho 2 mũ x chính là bằng là f x trừ cho log lê be của 2 nhân fx trên cho ơ mũ log 2 nhân x. Rõ ràng theo đúng với công thức ban đầu thì n đây chính là bằng log lê be của 2 thôi. Và áp dụng cái lý thuyết mà mình đã giảng ban đầu thì đây chính là cái đạo hàm của fx trên cho ơ mũ log lê be của 2 nhân x, hay chính là đạo hàm của fx trên cho 2 mũ x. Rồi lúc này mình áp dụng vô thôi. Lúc này y của mình sẽ bằng là tích phân từ trừ 1 tới 1 của đạo hàm fx trên cho 2 mũ x dx. Mà các bạn nhớ là nguyên hàm của đạo hàm thì bằng chính nó. Do vậy cái kết quả này chính là bằng là fx trên cho 2 mũ x lấy cận từ trừ 1 tới 1. Thế 2 cận 1 và trừ 1 vào, ta sẽ được kết quả đó là f1 trên cho 2 trừ cho f trừ 1 trên cho 2 mũ trừ 1. Các bạn sẽ quy đồng lên, ta sẽ có được kết quả đó chính là f1 trừ cho 4 lần f của trừ 1 trên cho 2. Rồi, lúc này chúng ta sẽ cần đi tính cái giá trị của f1 trừ cho 4 f trừ 1 bằng bao nhiêu. Thì để tính giá trị này, các bạn sẽ dựa vào cái giả thiết còn lại mà người ta cho. Đó chính là f của x cộng 1 trừ cho 2 lần fx bằng là 6x bình phương trừ cho x mũ 3 trừ 7 mà thôi. Bằng cách là các bạn đầu tiên cho x bằng 0. Các bạn thay vào, ta sẽ có được là f1 trừ cho 2 lần f0 thì chính là bằng trừ 7. Tiếp đến là cho x bằng trừ 1. Các bạn cũng thay vào biểu thức, ta cũng sẽ có được là f0 trừ cho 2 lần f trừ 1 thì bằng là 0. Hay tương đương là f0 sẽ bằng là 2 lần f trừ 1. Và các bạn sẽ thay cái f0 bằng 2 lần f trừ 1 này vào cái biểu thức f1 trừ cho 2 f0 bằng trừ 7. Ta sẽ có được là f1 trừ cho 2 nhân 2 lần f trừ 1 bằng trừ 7. Hay là f1 trừ cho 4 lần f của trừ 1 bằng trừ 7. Như vậy là ta đã tính được cái giá trị f1 trừ cho 4 lần f trừ 1 rồi. Đó chính là bằng trừ 7. Như vậy các bạn thay vào cái biểu thức tính y, ta sẽ có được là y sẽ bằng là trừ 7 phần 2. Thì một vài cái mẹo chia sẻ cho các bạn nhỏ nhỏ như vậy để các bạn có thể làm những cái kiểu bài toán này một cách dễ dàng hơn. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục luyện thi đọc tiếp theo.